Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 16 tháng 6 đảo ngược chính sách của Tổng thống tiền nhiệm nhằm tạo điều kiện cho Cuba tái gia nhập cộng đồng thế giới sau hơn một nửa thế kỷ bị cô lập. Ông Trump loan báo quyết định tại khu Little Havana ở thành phố Miami tăng cường hạn chế người Mỹ du hành tới Cuba và cấm doanh nghiệp Mỹ làm ăn với tập đoàn quân sự gây ra, tập đoàn kiểm soát hơn phần nửa nền kinh tế của đảo quốc Cuba. Lý do được đưa ra là thực trạng nhân quyền của Cuba. Các đối thủ chính trị tiếp tục bị bỏ tù, các nhà bất đồng chính kiến tiếp tục bị giam cầm, thành viên của phong trào phụ nữ áo trắng tiếp tục bị sách nhiễu. Phụ nữ áo trắng là một tập hợp gồm các bà mẹ, chị, con gái và vợ của các tù nhân lương tâm ở Cuba Quân đội Cuba tham gia mọi hoạt động từ vận chuyển hành lý tại sân bay cho đến cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại bến cảng cho tàu du lịch, xe buýt, cho thuê ô tô, khách sạn, bến du thuyền. Họ có tầm ảnh hưởng rộng khắp trên nền kinh tế. Nếu không được kinh doanh với quân đội Cuba thì cũng có nghĩa là không được phép kinh doanh với Cuba. Một giới chức trong chính quyền ông Trump nói các biện pháp được ban hành nhằm hạn chế dòng tiền từ Mỹ chảy sang Cuba và lệnh cấm du lịch hiện hành sẽ được thực thi gắt gao. Như vậy, kể như sẽ kết thúc các chuyến du lịch cá nhân từ nay người mỹ muốn sang cuba chỉ có đi theo đoàn hay nhóm nhưng các mối quan hệ ngoại giao được nối lại giữa mỹ cuba dưới thời tổng thống obama sẽ không bị tác động bởi các biện pháp của ông trump